Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em chia sẻ mọi người cách ghép cây hỏa hoàng đỏ nhá. Hôm qua đầu video thì nói ghép cây hỏa hoàng nhưng mà lại nhầm cái video là chăm sóc, quên mất. Bạn nào muốn xem lại cái video cách chăm sóc và bón phân cho cây dòng hoa lan giáng hương này nhá, thì xem lại video trước nhá, video tối qua mình đăng đấy, chứ không phải video livestream đâu nhá. Video livestream mình cũng có nói qua, thì đây là một cái cây, cũng là cây nhạn thôi. Cây này là cây nhạn Thái thôi. Đấy, ghép dễ ra ôm tùm rồi này, bám hết rồi, giá thể bám vào giá thể rồi. Mình có chia sẻ rồi, nếu mà bạn nào không giữ được ẩm ấy thì cột cái rêu vào, còn vườn mình đủ ẩm mình không cột, hoặc là đây mình cũng cột đây, đây cũng cột đây, để cho các bạn hình dung ra thôi. Còn các bạn thấy xấu ấy thì tốt nhất là không làm theo. Đấy là mình chia sẻ rất thật như thế, chứ không nhất thiết là các bạn bảo xấu rồi xong rồi mình lại bảo mình là bảo thủ, không phải đâu. Đấy, các bạn thấy xấu nhưng mà mình không thấy xấu, thế thôi, đơn giản như vậy thôi. Đấy, còn cây nó hỏa hoàng này mình ghép vào cục gỗ nhãn hai cây thì mình bỏ xuống đã. Cái này ghép thì nó cũng như kiểu ghép mấy cây nhạn, cây đai châu thôi, nhưng mà các bạn lại cứ tự phân biệt là à đai châu phải khác nhạn, không khác nhá. Đai châu với nhạn thì nó cũng là dòng giáng hương thôi. Đây, ví dụ các bạn mua cái cây của mình về này trồng vào chậu ấy thì chỉ cần cắt hết rễ đi thôi, trồng vào chậu thì cần cắt rễ đi thôi, xong rồi đặt cả cái chậu nhựa này vào, nếu mà trồng vào chậu nhá. À, đấy, cắt đi như này xong rồi đặt vào chậu thôi, có video rồi nhá. Hoặc là cái video trồng cây nhạn thì cũng như vậy thôi. Cái dòng này nó khỏe lắm, cái cây hỏa hoàng đỏ này nó khỏe lắm. Đây, để mình cho các bạn xem hoa. Nếu mà trồng vào lũa thì mình vứt cái chậu này đi, bỏ cái chậu này đi, chỉ cần cắt hai sợi dây mà nó cột cây vào cái chậu này. Đấy, cây này thì khỏe lắm, cây này ghép vào trụ bê tông cũng được, không nhất thiết là phải ghép vào gỗ đâu. Đấy, bỏ chậu này đi. À, cái bảng này mình sẽ ghép một cây này, ghép vào đây, ghép vào như này cho nó nhiều. Đấy, lấy dây thít cột vào thôi. Cái này thì đúng là thật dễ như kiểu là ăn cơm sườn luôn. Cho một ít sơ dừa vào đây cho nó giữ ẩm cả đằng trước đằng sau. Sẽ cho cả đằng sau nhưng mà hiện tại thì cứ cho một ít vào đây đã. Đây, đấy. Rồi. Ok, từ từ cứ đợi chút. Mình cột xong rồi cho các bạn xem. Khoan lỗ sẵn rồi, cột vào thôi. Bạn nào mà muốn mua cây ghép vào bảng như này thì phải thêm tiền bảng thôi. Ví dụ một cây như thế 200 thì cây này ghép vào bảng này mình phải lấy 250 vì gửi đi nặng lắm. Ghép vào bảng này gửi đi nặng lắm các bạn. Mà bảng gỗ thì mình cũng không làm ra được, phải giờ mua gỗ để thuê thợ xẻ thôi. Đấy, thì cố định lại nhá, chắc vào, cố định là chắc chắn đấy, đừng để cho lung này. Đấy, cắt cái thừa đi. Đây, kéo này là kéo đa sĩ nhá, kéo này mình đặt làm đấy. Kéo này thì 150.000, còn đây là hàng 100.000 này. Đấy, hàng 40.000 này. Các bạn cần thì cứ liên hệ. Tiện thì ví dụ mua cái gì đấy tiện mua luôn thì không mất phí ship. Còn nếu mua mỗi cái kéo không thì các bạn phải chịu phí ship thôi. Chứ mình cũng không bao ship được mỗi cái kéo không. Cứ nói thẳng thế, còn các bạn thích thì mua, không thích thì thôi. Đấy là quan điểm của mình. Và đặc biệt là ở nhà mình ấy, độc bị mất kéo này thôi, chứ còn cái mà hai cái kéo này chả mất bao giờ, đâu mất kéo này thôi. Ê, tài. Đấy, cứ thít cố định vào nhá. Hôm qua làm video, đầu video thì nói là cách ghép nhưng mà đến lúc nhầm mất sang là cách chăm sóc, thế là hôm nay chia sẻ với các bạn cách ghép lại, cách ghép vào cho nó cố định vào chút là được, ok thôi. Đấy, một sợi nữa để cái thân này thôi. Bảng này mình ghép một bảng thôi, ghép nhiều lắm, treo ra vườn kìa, khi nào có hoa thì cực kỳ dễ bán. Và mình cũng chia sẻ rất nhiều video rồi, ví dụ cây chưa có hoa thì nó sẽ rẻ hơn thôi, còn đến lúc có hoa thì mình bán thì mình phải cho giá lên thôi. Vì sao? Vì đơn giản là cái công mình chăm sóc, mình cũng phải có công chăm sóc chứ. Chứ bây giờ không thể nào mà kiểu à ghép vào xong rồi đến lúc có hoa bán lại đúng bằng cái giá lúc chưa ghép được. Cái gì thì cái nó cũng vậy cả thôi. Giờ mua gạo về nấu cơm ăn thì nó sẽ rẻ hơn là người khác nấu cho ăn chứ, đúng không? Đi mua cơm hộp thì nó sẽ khác chứ. Đấy, xong rồi nhá. Cây này thì khỏe lắm, năm ra hoa 2 lần 3 lần cơ. Cây này thì ghép trụ bê tông cũng sống. À, cây này thì bây giờ nó đẻ ra rất nhiều con rồi, nên là các bạn chơi thì rất yên tâm. Nói chung là cái dòng này vừa dễ chơi vừa màu hoa sáng màu. Còn cái việc mà ví dụ bảo ui ông này cứ nói vậy, mình đã chia sẻ rất nhiều rồi, các bạn cảm thấy thích thì hãng chơi, đừng có thấy người khác nói rồi mua. Có nhiều bạn bảo là à thằng Nam nó độc nói vậy để nó bán hàng. Bây giờ mình nói thật luôn, trong video mình chia sẻ, các bạn thích thì hãng chơi, thích thì hãng mua. Nhiều bạn hỏi mình Phú Thọ có giá trị không. Bây giờ mình bán lan Phú Thọ thật đấy, nhưng mà mình bảo là thích thì hãng chơi, đừng có hỏi cái giá trị làm gì cả.
đấy, đằng sau này thì cột sơ dừa vào thôi. Cái cột sơ dừa vào đây thì ai cũng làm được đúng không? Đây này, ốp vào đây thôi. Đấy, xỏ dây vào ốp vào đây một ít. Thậm chí cái bảng này không cần, ở có nghĩa là nhà các bạn ấy thì hãng dùng cái này này, sơ dừa này để giữ ẩm này. Đây này, nếu mà nhà các bạn dùng sơ dừa để giữ ẩm như này này. Còn mình thì đủ ẩm rồi, mình thích thì cho, không thích thì thôi. Cái bảng nhạn vừa lấy đấy mình đâu cho đâu, dễ ra này. Đấy. Phun kích dễ với lại NPK thôi, cái mà mình hay bán cho các bạn thôi. Còn cây mới ghép ấy, cây mới ghép như cây này này, hoặc là như cây này này thì mình thêm cái amilo này vào. Còn cây ví dụ bình thường rồi như này, đây. Cây bình thường như này thì không cần đâu nhá. Nếu mà ở vườn các bạn cây bình thường này không phải cần. Còn mùa này thì phun amilo vẫn được, phun amilo được tầm 2 tháng nữa, sau đó thì không cần. Dòng cây này nó khỏe thì các bạn ghép xong tới ngày cũng được. Còn ví dụ mà cây phi điệp với cây trầm ấy thì các bạn lên để đến 4 ngày 5 ngày để những cái vết mà các bạn cắt ấy, nó khô đi. Đây này, cây này này. Cây này là nó mọc ra cả ở cái khe này. Nên là bây giờ phải cắt cái chậu này ra luôn. Đây. Cắt cái chậu này ra. Đấy, kéo này thì cực kỳ xịn, cắt cái chậu này phát một luôn. Cái kéo 40.000 với lại 100.000 kia thì cắt cái này khó lắm. Đấy, nhấc ra. Đấy, nhấc ạ. Ôi, vẫn rời ra. Rồi, rời ra, ghép rời ra luôn. Đấy, thơm thế. Phi điệp, hoa phi điệp ở đằng sau nó tỏa hương về thơm phết. Rồi, cắt đi luôn. Vứt đi. Đây, cắt tỉa sạch sẽ đi. Đã bảo cây này ghép vào trụ điện cũng sống rồi. Nên là yên tâm. Cây con của nó cũng ra hoa rồi. Đấy, bảng này mình sẽ ghép hai bảng vào một. Tỉa vợi dễ đi. Cây này với lại cái cây hồng gấm nó khỏe lắm. Cây hồng gấm các bạn xem lại video hôm qua đấy. Hồng gấm chắc ghép được tháng chứ mấy. Dễ ra tu tủa hết rồi. Bám hết vào cục nhãn rồi. Cái nào mình hay lựa chọn những cây khỏe nhiều hoa mình chơi. Vì bây giờ chơi là chơi hoa chứ không phải chơi cái đột biến mấy. Các bạn nào chưa có đột biến thì siêu tầm thôi. Còn mình có chia sẻ rồi. Đấy là quan điểm của mình. Còn các bạn thích bảo à tao chả thích mấy cây này của Thái, thì các bạn cứ đi mua cái cây đột biến về mà chơi, có ai cấm đâu đúng không? Còn việc ví dụ kể cả Nam nó lên mạng nó nói là à, đột biến trả ra gì thế này thế kia thì các bạn không chơi. Ôi, quên lại rút hai cái vào một. Vì thực chất ra bản thân mình cũng có cây đột biến này cây đột biến kia. Ví dụ như dòng trắng ấy thì mình sưu tầm Phú Thọ thôi. Chứ mình không sưu tầm mấy cái gọi là ví dụ như những cái cây đắt tiền làm gì cả. Vì thực chất ra nó chỉ là năm cây trắng. Đấy là quan điểm của mình. Còn ví dụ các bạn thích sưu tầm theo cái tên ấy, theo cái tên mà kiểu hot hot ấy thì các bạn sưu tầm thôi. Cái đấy làm sao mà trách được đúng không? Bây giờ chẳng nhẽ không phải thằng Nam thì cũng có người khác họ nói thế này thế kia. Quan điểm của mỗi người là một khác mà. Quan điểm cá nhân mà. Bản thân mình thích chơi thì người khác có nói gì nói kệ vẫn cứ chơi. Còn ví dụ mình đã không thích chơi ấy, người khác có cho thì nhiều khi cũng chả muốn chơi đúng không? Nên là quan điểm cá nhân. Ai chơi cái gì thì chơi. Chúng ta chỉ cần quan điểm một điều là à, thằng Nam xe lăn nó cũng đam mê hoa lan. Thậm chí là nó làm việc khác nhưng mà nó vẫn đam mê hoa lan. Nó vẫn chia sẻ cách trồng, cách chơi riêng của nó, tạo ra một cái kênh để mọi người chơi, nói chuyện vui là được rồi. Còn nó chơi giống mình hay không, không quan trọng. Nó nói xấu, nói đều gì, bông này bông kia kệ nó, vì nó không thích nên là nó nói xấu. Còn nó khen bông gì kệ nó, vì nó thích bông đấy thì nó khen. Quan điểm là cùng đam mê hoa lan được rồi. Thế thôi, quan điểm làm gì. Bây giờ các bạn thích kiếm mà cứ bắt tôi thích kiếm thì không được. Vì trong khi đó tôi không thích kiếm đúng không? Nên là đừng có ép nhau phải thích theo kiểu này, phải thích theo kiểu kia. Ví dụ tôi ghép kiểu này nó xấu đúng không, thì các bạn cứ gần ui ghép này xấu lắm, không làm theo cái cách này được. Thế thôi. Còn vẫn là hai ông đam mê hoa lan với nhau. Bảo thủ làm sao mà bảo thủ được, cái này đâu có liên quan gì đến pháp luật, đâu phạm pháp đâu mà lo bảo thủ. Đúng không? Nhiều quá nó dày lên. Nên là cứ chỉ cần cùng quan điểm hoa lan thôi, còn ví dụ cái gì không cùng quan điểm thì thôi bỏ qua. Chứ bây giờ khó lắm, khó mà để làm vừa lòng tất cả mọi người lắm. Chỉ làm sao hài lòng được tất cả số đông thôi. Chứ không thể làm vừa lòng mọi người, tất cả mọi người được. Xã hội mà đúng không? Làm gì có chuyện vừa lòng nhau hết được. Thế thì làm gì có chuyện chiến tranh xảy ra. Đấy. Cho vào rồi. Cái này thừa cắt đi luôn. Vẫn cho một sợi nữa vào. Quan điểm của em rõ ràng lắm, ví dụ kể cả người khác nhé, không thích kênh của em mặc kệ đâu. Không nhất thiết là phải bảo là à người này thích người kia. Vì cái chơi của họ khác, cái cách chơi của họ khác, cái cách chơi của mình. Mình chỉ cần biết là à cái ông đấy cũng đam mê hoa lan. Thế là được rồi.
còn việc ông ấy ghép như nào, ông ấy chăm sóc như nào, ông ấy chơi cây gì kệ ông ấy, đấy là việc của ông đấy, nó mình không thể can thiệp vào cái việc đấy được, kể cả cái việc kênh của em đúng không. Nhiều người bảo ai lại làm hoa lan mà lại đi nói xấu mấy cây đột biến. Ôi giời, ngày trước em cứ khịa khịa mấy ông em cứ nói xấu chán đi kệ, trong khi đó em vẫn chơi. Thế rồi chơi mà lại cứ sợ người khác nói xấu, về sợ người khác dìm hàng. Nếu mà cái cây của mình đẹp về ông có dìm cỡ nào thì cỡ cũng chả việc gì cả. Làm sao phải lo cái việc người khác dìm hàng đúng không? Đẹp rồi thì dìm thế dìm nữa nó vẫn đẹp. Có giá thì dìm thế dìm nữa nó vẫn có giá. Đơn giản. Quan điểm của em rất đơn giản như vậy. Còn cái người mà họ hiểu vấn đề ấy, đơn giản thôi, ví dụ họ có tiền họ bảo à chú thích một giò thật to. Đấy, nó như thế, cháu có không, nếu có thì bán cho chú, không có thì thôi. Đấy, đơn giản, còn mày nói gì thì nói, chú chỉ thích giò to. Đấy, như vậy thôi, đam mê nó chỉ cần như vậy thôi, chứ không nhất thiết đam mê là phải giống nhau. Cũng là đam mê hoa lan, nhưng mà có người thì chỉ chơi cát, có người chỉ chơi đen rô, có người chỉ chơi phi điệp, có người chỉ chơi đai châu, có người chỉ chơi nhạn, có người chỉ chơi quế. Đấy, nên là đừng có nghĩ là cứ đam mê là phải giống nhau, là phải chơi đột biến, là phải lâng bốc cái cây đột biến lên. Các bạn đừng hiểu sai vấn đề như thế, đam mê nó khác, kinh doanh kiếm tiền nó khác. Đừng tự làm khó bản thân mình là được. Đấy, một cây này, giờ cho cây bên dưới. Cây này nó nẻ loi quá, ghép một mình nó một chỗ đi. Đấy. Cây đẹp thì bán đi, còn cây xấu thì mình chơi. Cây này nó nẻ loi từ từ. Đây. Nãy ông này nãy một cây thò ra ngoài thế này. À, ghép xong như thế này thì cây cái dòng này nó khỏe thì các bạn tưới ngay không việc gì đâu. Còn với dòng phi điệp, dòng trầm ấy thì mình có bảo để 3-4 ngày sau rồi hãng tưới. Cây phi điệp, cây trầm ấy mình để rồi, bảo rồi, để 3-4 hôm sau hãng tưới, tránh cái trường hợp nó bị nhiễm khuẩn nó thối. Cây này nó khỏe lắm nên là các bạn yên tâm. Đã bảo là cái dòng này nó khỏe lắm, đừng sợ. Đấy, cây này ghép bên này, cho nó ăn tù tùa sang bên này đi, kệ nó. Lá nó chèn vào nhau thì không sao đâu. Cây này mình đã bảo rồi, nó khỏe lắm nên là các bạn yên tâm, đừng sợ. Đã bảo đừng có sợ, đừng sợ cây này nó chết, cái dòng này mình bảo rồi. Nó là thuộc dạng lồi đồng cối đá, khỏe cực kỳ, không khỏe luôn. À, yên tâm nhé, không chết được đâu. Cây này lá nó nhỏ nhỏ thì nhiều bạn không thích, nhưng mà thôi mình cũng chả biết nói sao, cứ trồng vào đến lúc có hoa dễ bán hơn. Giống như trầm sơ mi đến lúc mình bán nó chưa có hoa, bán 200. Chả ai chịu mua trong đến lúc bán hết rồi. 200 đến lúc có hoa bán 250 hết rồi, vẫn cứ đầy người hỏi. Mình bảo rồi, đừng có chơi theo kiểu phong trào như thế. Phải hiểu là từ lúc mình chăm đến lúc được một giò thuần chơi ấy, nó mất thời gian, chứ nó không phải là cứ lên mạng thấy ông này có trầm sơ mi xong này lại chạy cuống cuồng lên đi mua. Vậy khác gì giống như kiểu chơi phong trào. Phải biết là cái gì đẹp thì mình thích thì mình mua thôi. Lúc đấy mình đưa mặt hoa ra, nhưng mà mọi người bảo ô sao bây giờ chưa có hoa. Thì chưa có hoa với có giá 200, rồi đến lúc mình chăm ra hoa mình bán 250. Đấy, giống như cát cũng thế, bán 5 chậu như vậy, xong rồi đến lúc mà có hoa thì mình phải bán giá cao lên, chứ làm sao bán vẫn ra giá 5 chậu 5-6-30 được. Đấy. Ok, đấy là ghép xong bảng này rồi nhá. Bây giờ muốn đằng sau này cho thêm ít sơ dừa và giữ ẩm thì cho sơ dừa vào thôi. Vậy là xong nhá. Cái này thì đơn giản lắm, vài bữa dễ nó ra ung tùm ngay. À, hai bảng. Đây, bảng vừa lấy ghép xong đâu rồi. Đấy. Đấy, ghép xong nhá. Cái này của mình thì nói thật ra là vườn giữ ẩm tốt lắm, nên là mình không cần rêu nhiều đâu, không cần sơ dừa nhiều đâu. À, vườn các bạn mà khô ấy, thì các bạn cho sơ dừa vào. Còn chăm sóc thì mình có bảo rồi đấy. Các bạn cứ dùng cái kích rễ. Với đây chăm sóc thì mình có chia sẻ video trước rồi đấy, kích rễ VLVK, cây mới ghép thì thêm cái amylo này vào. Còn ví dụ mà như phi điệp mà dễ khỏe rồi, hoặc là cát thì các bạn khỏe rồi ấy, dễ khỏe rồi là phải cực kỳ nhiều rễ trong thuần chậu trong một năm rồi ấy, thì các bạn dùng cái LVK này thôi. Đấy, mình chia sẻ như vậy rồi, nhưng mà nhiều bạn thì xem thì không chịu xem, nhưng mà cứ phải ý là anh phải viết cho em một bài dài ở cái tin nhắn ấy, viết làm sao được. Bây giờ thời gian đâu ngồi viết một cái bài viết từ một cái video 7 phút ra một cái bài viết được. Nên là các bạn nhìn vừa xem video vừa có hình ảnh thì nó dễ hơn. Còn cây này ghép vào như này thì mình không thể bán bằng cái giá là chưa ghép được nhá. Các bạn phải biết là gỗ này, sơ dừa mình cũng phải đi mua thôi. Đấy, đơn giản là cái gì bây giờ mình cũng phải đi mua, nhưng không tự làm ra được thì ghép vào bảng thì mình phải lấy thêm tiền bảng.
cứ ghép vào thì lấy thêm 50.000. Còn ví dụ mà không thì các bạn về tự ghép. Cái này đơn giản như này ai mà chả ghép được đúng không? Có gì đâu mà không ghép được. Đấy, rồi. À, cây này khỏe thì không cần phải cắt nước đâu, các bạn cứ tưới ngay cũng được. À, còn ví dụ như dòng phi điệp với trầm ấy thì các bạn nên cắt 4-5 ngày nước không tưới để cho cái vết cắt dễ này, hoặc là cái vết vừa nãy mình cắt mấy cái lá gãy đấy nó khô đi thì nó không bị nhiễm khuẩn. Đơn giản chỉ có như vậy thôi, mỗi như vậy thôi. Thật, ghép cây đai châu cũng vậy, cây nhạn cũng vậy, cây tam bảo sắc cũng vậy, rồi những cái cây lai của Thái và dòng tám hương cũng vậy thôi, nó không có gì khác cả, chăm sóc nó cũng vậy thôi. Vì các bạn cứ đơn giản như này này, nó là cây thực vật, là hoa lan giống nhau thôi, chỉ qua là cái dòng hoàng thảo thì nó khác cái dòng giáng hương này thôi, nhưng mà chăm sóc với lại ăn phân nó giống nhau thôi. Có cây thì cây lai thì thường nó ra hoa nhiều lần hơn, còn cây rừng ấy, thường chỉ có một năm một lần thôi. Đấy, video chia sẻ như vậy thôi nhá, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé.